Thôi, đây là toàn cảnh kẻ gian đột nhập vào nhà trọ để lấy đồ và dục cá nhân của người thuê trọ nha các bạn. Các bạn nên lưu ý nha. Đó, nó đậu xe phía trước, nó đi vô nè. Giả bộ giống như đi coi phòng vậy đó. Cứ đi tự nhiên, đi thẳng vào. Và nó quan sát xung quanh, coi có nhà căn phòng nào mà sơ hở thì nó sẽ tiện tay nó vơ vét, nó trộm nha. Xe nhất là xe cộ anh em để trước hành lang rồi cẩn thận. Đó, nó nhìn nè, nó nhìn xe nè. Quan sát xe nào không có khóa hay là sơ hở gì nó sẽ lấy nha. Rồi, xong rồi nó đi qua dãy đây. Trong khi đó mọi người vẫn thản nhiên để nó đi vào. Thấy người lạ vào mà không có hỏi han hay là gì hết. Cái này là cái clip nó chạy ra khi mà nó thực hiện xong rồi nha bạn. Bây giờ nó đang đi vô đây nè. Nên đi vô tự nhiên à. Các bạn ở trọ thì các bạn phải nâng cao cảnh giác, chứ thấy người lạ vào mà phải hỏi liền anh vô đây làm cái gì, tìm ai. Nó tự nhiên đi vào trong khi cái phòng cuối nó đang ngủ hay là để cửa rộng rãi gì đó, thì nó đi vô tự nhiên, nó lấy trộm điện thoại của cái phòng cuối luôn, nó đi ra bình thường. Trong khi đó cái phòng ngoài đây là người nhà của nạn nhân biết nó vào nhưng mà không có để ý. Đó, tự nhiên nó đi vào đấy. Xong rồi đó, nó thực hiện trộm xong rồi bỏ túi nè. Xong rồi đi ra bình thản. Các bạn nhìn để ý mặt và cái tướng người này nha các bạn. Kẻ gian lúc nào cũng thấy gian tà. Đây mình zoom lên nhưng mà nó để xe xa quá không có thấy được, dướng ngay cái cổng. Và ngay cái chá nắng nữa nên không thấy bản số xe được. Mọi người nên nâng cao cảnh giác nha. Trước người lạ đi vào là mình phải hỏi liền. Còn muốn gì thì phải ra sao rồi phải liên hệ chủ hay là như thế nào. Đừng để cho họ tự tiện đi vào như vậy. Nó dòm ngó trong khu trọ của mình. Sau đó nó thấy ai sơ hở nó sẽ trộm cướp ra tay. Các bạn nhớ lưu ý nha. Cái này mình zoom lên nhưng mà cũng không thấy được cái bản số nữa. Để chá nắng quá. Xa. Rồi, mình quay lại để các bạn nâng cao cảnh giác nha. Nhất là các bạn ở trọ rồi đó. Phải cẩn thận hơn.